Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay, bên mình giới thiệu một đôi bát rời 30 của BMB, một trong những cái mẫu mới của bên mình. Đối với dòng BB30 thì bên mình đã có những cái đời trước đó, nhưng đời này là mẫu mới. Cái mẫu mới này thì nó sẽ có cái râu nó khác một chút này anh em này. À, các cái râu cong nó như này. Đấy, và trên màng sẽ có chữ BMB. Anh em quan sát ở đây. Một cái điều khá ấn tượng là đôi này thì có một cái nòng mang là khá sâu, gần mút của BLB. BB30 này là xương sắt và cho côn 56, và từ kép từ 120 ở trên trồng xuống dưới là 140, và đây là hàng được sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé, không có Japan, nó chỉ là công nghệ thôi. BB là công nghệ của Nhật, hiện nay nó không còn ở bên Nhật nữa. Cũng cam kết với anh em một điều, đây là hàng của Trung Quốc chứ không phải hàng sản xuất tại Việt Nam mình nhé. Cam kết điều đó với anh em, bởi vì đơn vị mình là nhập khẩu trực tiếp từ bên Trung Quốc về, không qua bất cứ một trung gian nào cả anh em nhé. BB bên mình nhập trực tiếp bên Trung Quốc về, không qua bất cứ trung gian nào, vì nhiều anh em mình cứ sợ rằng hàng ở Việt Nam thì chất lượng nó sẽ không đạt bằng hàng Trung Quốc. Thì đây là hàng cam kết là hàng của Trung Quốc anh em nhé. Và sẽ test nhạc một chút này, và mời anh em mình nghe. Và chừng sau test nhạc thì bên mình sẽ báo giá sản phẩm này. Tiếp tục lại từ đầu, các đoạn này nhạc mình đang... Mình sẽ đấu nó vào. Đây mời anh em mình nghe luôn. Vâng, anh em mình mới nghe thì đối với BMB thì bao giờ cũng được một tiếng trống đánh ấm và lời ca thì êm, mình để có thể là vừa làm loa hát karaoke cũng như loa nghe nhạc. Dòng BMB này thì nó sẽ sinh công suất khoảng 250W là công suất thực anh em nhé, chứ không như một cái trước thì nó lại ghi tới 500W thì không đạt đâu anh em nhé. Cái này chỉ ghi được khoảng 250W là sinh công là hợp lý 30 này. Và về giá thành bán một đôi sẽ có giá bao ship luôn là 1.600.000. Anh em quan tâm điện thoại cho bên mình qua số máy 0904 61 23 23. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.